trình này thì có đặc biệt là có Tổng cục Du lịch, có Cục Thể dục Thể thao, có Hiệp hội Golf Việt Nam và có các chuyên gia golf nổi tiếng của châu Á và thế giới, và đồng thời có sự bình chọn và tham gia của đông đảo các golfer trong khắp cả nước. Cho nên là đây là một cái giải thưởng rất là danh giá cho các sân golf và các khách sạn. Và tôi nghĩ rằng giờ cái chương trình đã thành công và ngày hôm nay chúng ta đã có thể gặp mặt ở đây để chứng kiến cái việc vinh danh và trao những cái giải thưởng xứng đáng cho các sân golf và các khách sạn. Tôi cũng đã đánh giá rất cao về cái công tác bình chọn cho cái giải thưởng lần này, đặc biệt là thông qua cái bình chọn online cũng như là dựa trên cơ sở đánh giá của các chuyên gia cả trong nước cũng như quốc tế. Nó góp phần cho cái sự đánh giá, nhìn nhận và trao các giải thưởng lần này nó đạt được cái sự uy tín cao. Chào đón toàn thể quý vị khách quý đã có mặt trong buổi lễ công bố giải thưởng Golf và Giải trí Việt Nam 2024. Vinh dự khi đại diện cho Sun Gold Club Hồ Tràm để nhận giải thưởng Sun Gold tốt nhất Việt Nam do tạp chí Việt Nam Golf and Leisure World 2024, và đây cũng là lần thứ 3 chúng tôi nhận được giải thưởng danh giá này. Giải thưởng này cũng là một minh chứng cho cái sự nỗ lực của tất cả các toàn thể nhân viên, từng cá nhân, niềm đam mê để góp phần để giành được giải thưởng này. Thực sự chúng tôi rất là tự hào khi Sun Gold Hoàng Hậu là một phần của tổ hợp Sun Gold Hoàng gia Ninh Bình đã được vinh danh là sân golf mới tốt nhất Việt Nam trong cái giải thưởng lần này. Phải nói là ngày hôm nay thì khi đến tham dự với lễ trao giải của Việt Nam Golf and Leisure Expo thì chúng tôi cảm thấy là rất là vinh dự, tự hào
khi mà VinGolf đã có hai sân golf là VinGolf Nha Trang, VinGolf Phú Quốc nhận được hai cái giải thưởng rất là đánh giá. Hôm nay tôi rất là vinh dự và tự hào được đại diện cho tập đoàn Tuần Châu, sân golf Tuần Châu lên nhận giải thưởng sân golf có trải nghiệm thú vị nhất Việt Nam năm 2024 do tạp chí Vietnam Golf and Leisure tổ chức. Giải thưởng này không chỉ là cái giải thưởng vinh giá mà nó còn là cái động lực để cho các sân golf này còn hoàn thiện và phát triển hơn nữa.